Để phá khoảng bao nhiêu phần chị? 450. Cũng được phần cơm hết á. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại trạm cơm nghĩa tình của em Phong Bùi với lại chị Tưởng. Và đây là cái không gian bếp của trạm cơm này cô bác anh chị. Hiện nay thì cũng khoảng chỉ có hơn 8 giờ một tí thôi, nhưng mà chị Tưởng đã tất bật chuẩn bị từ sáng sớm rồi. Ngày hôm nay thì mình phát cơm ở đâu chị Tưởng ha? Chai thì phát ở đây tại đầu hẻm 435 xẹt 2 Nguyễn Tri Phương tại bếp. Phát đồ mặn thì 400 phần ở bệnh viện Phục hồi chức năng quận 8. Coi như hôm nay phát vừa chai vừa mặn. Vừa chai vừa mặn luôn. 400 phần cho bệnh viện. Phát ở bệnh viện thì chị với Phong là một tuần là phát bao nhiêu lần? Tuần này phát 5 ngày luôn á. Tuần này phát 5 ngày luôn. Còn nếu mà thường xuyên thì chị phát 3 ngày à. Và đây là cái nồi thịt kho tàu của chị Tưởng. Chị Tưởng làm tới 2 cái nồi thịt. Một cái nồi như thế này là bao nhiêu ký thịt với bao nhiêu ký? Ba nồi. Có nồi nữa. Ba nồi 45 ký. 45 ký thịt đó các bác anh chị. 45 ký 400 trứng vịt. Chị Tưởng là buôn bán rồi sau khi hết thời gian buôn bán thì chị Tưởng phải về cái cơm này nấu cơm. Và vừa qua thì em Phong Bụi với lại chị Tưởng đã hỗ trợ giải cứu nông sản cho bà con ở dưới miền Tây ở Đồng Tháp á. Thì đợt vừa rồi thì nông sản lên đây được bà con được giải cứu là mừng lắm luôn chị. Lúc có vất vả dữ không em ơi? Lúc mà chị nghe Phong nói 3 tấn lên á thì nói là trong người chị bồi hồi lắm. Chị rất là sợ. Nhưng mà sau khi rồi ông bà cô chú ủng hộ á, nói chung thì mà hết rồi đó. Chị rất là vui lúc mà chị nghe mà ông bà cô chú mà bị như tình trạng vậy đó. Chị rất là buồn tại vì cái những trường hợp đó gia đình chị đã trải qua rồi. Trải qua là gia đình chị không phải gì cãi đó mà chị, gia đình chị là trồng cái đám cà bắp á. Khoảng 1 công tư là cái, rồi cái sau mưa một đám á, ngập lên thành ống quyển vậy nè. Rồi cái bị ôi nước á, ở quê gọi là bị, dùng từ bị ôi nước á. Nó bị chối nước á. Cái bị ngập á, cái nó, cái lá vàng hết trơn luôn em. Cái đậu bắp nó cũng rụng luôn. Gia đình chị nói chung là sống về cái đậu bắp đó. 4 giờ sáng là gia đình mỗi người có cái đèn á, đậu lên đầu rồi đi hái. Hái giờ đó cho cà nó tươi, đi bán. Rồi chị nghĩ cái giống hoàn cảnh giống y chang vậy đó. Cho nên là sao mà khi mà giải cứu hết 3 tấn nó rồi, nghe nó còn nữa. Thì cho nên chị tất bật kêu em Phong gọi cho em nếu còn nữa. Thì ông bà cô chú sẵn lòng giúp. Thì thôi kệ, mình bỏ cái công ra thôi. Chị nói là nhà chị trồng đậu bắp bị ôi nước thì lúc đó, nhà khó khăn thì lúc đó thất vọng dữ không? Nguyên gia đình khóc ròng rã. Mà đó chị còn nhỏ lắm. Coi như là bao nhiêu vốn rồi công sức đầu tư vô đó hết mà không được người ta chấp nhận thì buồn lắm. Đúng rồi, mình hái cái bữa nào cũng đi hái chừng 5-6, có khi mà được 10 ký, 20 ký. Bó nhỏ vậy nè, bó lại. Ở dưới quê ngộ lắm, bán cái gì cũng bó hết trơn á. Rau muống cũng bó nè, cái gì cũng bó, đậu rồng cũng bó, đậu bắp cũng bó. Mấy cô chú nông dân á, là anh Tiện với lại chú ông Sáu á, là cảm ơn chị với lại Phong nhiều lắm. Nhờ có chị với Phong mà có cái đồng vốn để mà làm cho vụ sau. Và nó có thời gian sắp tới á, là anh Tiện cũng thuê đất làm mà cũng còn một số cải chưa ra được. Anh có nói là nếu như mà đợt sau mà có thu hoạch á, sẽ gửi cho trạm cơm của mình cũng như là san sẻ. Mà nếu như mà bà con của mình san sẻ tiếp á, thì sẽ dành cái tiền đó để mà phát cơm cho từ thiện cho tất cả các bệnh viện. Chị thấy như thế ủa, nào? Ủa giờ bán không được nữa hả? Đúng rồi, còn nữa. Tại vì nó thu hoạch theo từng đợt đó chị. Thôi ông bà cô chú ơi, mọi người tình thương mến thương ơi, giúp mua giùm cho ông bà, mấy anh chị dưới đi. Em chịu cực chút, em bỏ cái công, em chịu cực chút thôi. Nhưng mà nói thiệt, em nói thiệt trên đây nghe, em không có lợi dựng ngàn nào trong đó hết trơn á. Nếu mà có bịch nào có hư cái gì, mọi người quan hỷ nha. Dạ, tại vì cải nó đem lên cái cải nó rất là nóng. Dạ, cho nên là nói chung ta làm được một lên cây cải vậy rồi là biết bao nhiêu tiền công sức vốn và công sức nó rất là nhiều á. Phải chăm bón hàng ngày á, phải rình rập từ bắt từ con sâu á, chứ thôi nó ăn một bữa là rạp hết trơn luôn á. Chị có bị rồi.
chị tưởng là quê ở Bến Tre rồi cũng từng là nông dân nên là nữ là cái cảm giác mà khi mà trồng lên được cái nông sản á mà không được người ta mua á thì nó buồn buồn biết như nào, và thậm chí là có thể là mất ăn mất ngủ mấy ngày luôn. Đúng rồi, cái đó là giống như là mua gạo đổi mua gạo ăn mà. Dạ. Giờ xong luôn đâu có đâu. Và cái vốn lẫn lời mất hết luôn. Dạ. Ngày hôm nay là mình phát hai điểm bệnh viện với lại ở đâu chị? Ở đây tại đầu hẻm. Ngay tại đầu hẻm này luôn ha. Ở đây thì mình phát chai, còn phát chai. Ở bệnh viện thì mình sẽ phát phần mặn. Vì cô bác với anh chị biết không, em Phong cũng như là chị đừng có chia sẻ rằng á, các bà con mà cô bác mà ở dưới quê lên á, mà để có một bữa cơm có thịt á là một điều gì đó rất khó. Mà khi mà cơ thể bệnh yếu thì cần phải có bổ sung nhiều chất đạm để mà lấy mau lấy lại cái sức khỏe. Và trạm cơm của chị thì ngày nào cũng phát ngay tại chỗ này đúng không? Còn ở đây chị gieo diêm một tháng. Một tháng. Nếu có cô chú anh chị nào đồng hành với chị thì có thể chị nấu luôn. Chị có ước nguyện là vào ngày rằm với ngày mùng 1/30 hàng tháng là chị sẽ nấu một phần cơm chay để cho ông bà cô chú người cơ nhở ở đây. Nhưng mà em không hiểu là cái năng lượng đâu mà chị lại hoạt động nó gần như là 24/24 á. Không biết nữa. Thấy như người ta là bị nâu con mắt ha. Ủa xin bị gì? Bầm cái gì bị gì nè? Thâm quần mắt. Thâm. Nhưng mà chị không có bị gì đâu. Nói vậy đó. Coi như là công việc này là chị rất là thích làm em ạ. Chị rất là thích làm. Nhưng mà làm mà rất cực á, cực chứ không phải không cực đâu, làm mà cũng mệt á nhưng mà rất vui. Rất vui gì được làm như thế này. Ở đây em thấy không, rồi tất cả cô chú nào mọi người cùng nhau làm, người ta cũng thích làm. Dạ. Nhưng mà giống như là không ai tổ chức ra, một mình người ta không thể cam được. Thì thôi chị, mọi người chung tay. Ngày hôm nay mình phát bệnh viện có thịt kho tàu với lại món gì hả chị? Thịt kho tàu với rau củ quả thôi, cứ hai món thôi. Dạ. Tại hôm nay chị nấu chay nữa, chị không nấu nhiều món. Đây là cái nồi thịt kho tàu. Ba nồi thịt như vậy cho bệnh viện là khoảng 400 phần của bác chị. Để làm một cái nồi thịt chất lượng như thế này thì chị tưởng phải thức từ rất là sớm. Và mấy giờ thì mình sẽ phát ở bệnh viện chị ha? 10 giờ, đúng 10 giờ, tại vì ông bà cô chú đi tập vật lý trị liệu 10 giờ rưỡi người ta mới về. Nếu mình phát sớm thì người ta không có, mấy người đó không nhận được. Toàn là người ngoài lấy nhiều hơn. Mà mình chủ trương mình thì phát cho bệnh viện rồi bệnh nhân. Cũng mong là cô bác với anh chị sẽ san sẻ những yêu thương để mà giải cứu nông sản cho nông dân có thêm cái đồng vốn để trồng vụ sau nè. Phần còn lại thì chị tưởng sẽ dành để phát cho những cái bệnh viện, những cái mà cô bác với anh chị thương tình đó, ủng hộ cho nông dân rồi ủng hộ cho những bệnh nhân còn gặp khó khăn ở tại bệnh viện. Còn ở đằng trước kia là cái không gian mà bây giờ các anh các chị ở tại cái bếp cơm nghĩa tình của em Phong Bụi đang tất bật chuẩn bị để lên xe để kịp 10 giờ phát cho bệnh viện. Thì nghe nói là Phong mới mua được một cái nồi chiên hả Phong hả? Đây, một cái nồi chiên chiên dầu. Cái nồi này là chiên một lần được bao nhiêu chị? Chiên được 30 cái đùi gà cốt tư á. 30 cái một lượt. Đây là đang lắng lại nè. Cái này nó có tự chức năng tự lắng lọc luôn ha. Có, hôm bữa này chị chiên hen nó bị gì nè. Bị gì nóng quá đó. Dạ. Cái dầu á với nước nó hòa nhau. Lúc trước là chị chiên bằng cái gì? Cái nồi nè, mấy cái chảo khổng lồ của chị nè. Nhưng mà chiên khó hơn đúng không? Cũng vất vả hơn là cái nồi chiên nè. Cũng không có. Chị nhiều cái chảo cái khét đó chị đổi qua. Ta mạnh dùng sức, yếu mình dùng mua kế á. Giống cái nồi Tết không? Giống Tết kìa. Nhìn cái nồi thịt kho tàu này mà ăn kèm với lại dưa cải á. Nè. Nè đây nè. Thầm thầm rồi nha. Nè thầm thầm rồi ha chị. Thầm thầm rồi nè. Dưa cải thì tháng 7 này á được gửi nha, chị có gửi cho các chùa á. Người ta thích lắm. Người ta thích lắm á. Ở đây là dưa cải thành phẩm. Nếu như mà không được giải cứu á, không được tận dụng thì phần dưa cải này sẽ được bỏ ở dưới sông. Mà cô bác quý chị đem cái sản phẩm của mình mà đem đi quăng ở dưới sông thì cái gì đó nó ngon. Nó rất là phí và rất là tiếc luôn, và thậm chí là công sức. Ngon ha. Cái này ăn dưới này là đúng bài luôn. Đúng rồi. Ngon quá. Mấy bà con nông dân của mình ở dưới mà gặp cái này cái mừng lắm vậy ha. Có cái chùa cho 900 ký mà còn xin nữa. Dạ. Thì thời gian tới á cũng sẽ, nếu như mà nông dân mua bán không được á thì sẽ dùng xe để mà chuyển lên đây. Thì chị nói em nghe ha. Có người mà mua người ta muốn ủng hộ cho bà. Mà người ta ở xa lắm mà ship 100 ngàn tiền ship á mà người ta chấp nhận. Dạ. Chấp nhận luôn, lấy luôn, mua luôn để lên. Nói ông bà thương, thấy ông bà thương quá.
muốn lên nhìn cái sản phẩm của ông bà. Nói vậy đó, chấp nhận trả 100 ngàn tiền ship, mua bịch cải 50 ngàn, trả 100 ngàn luôn, ủng hộ luôn. Những có người ở xa Đồng Nai đồ đó, Thủ Đức đồ đó, thì chị nói xa quá, không có chở đi được, không có người giao đi, thì nếu mà tình thương mến thương thì ông bà thì thôi, anh chị cho 150 gì cho hay gì đó, bà cho. Có rất là nhiều cô bác với anh chị chung tay với nhau, san sẻ với nhau, và cái danh sách mạnh thường quân á là em Phong Bụi với lại chị Tưởng cũng đã có cập nhật lại hết rồi. Và trên đĩa clip thì Bùi Hồ cũng thay mặt bà con nông dân, thay mặt chị Tưởng với em Phong Bụi á, cảm ơn cô bác với anh chị rất là nhiều đã đồng hành ủng hộ với các anh em để có những cái những bệnh nhân nghèo á có những cái bữa cơm ngon hơn, và người nông dân họ bớt đi một phần nào đó cực khổ ha. Cảm ơn chị rất là nhiều. Nhưng mà ý của chị á là chị muốn là phần tiền mới dành cho mấy người nông dân đó. Ý chị muốn vậy á, nhưng mà dân... mấy cô chú nông dân cũng muốn như là nhà ý là coi như thay vì bỏ đi dạ. Thì thôi về chia lại phần đó, thì chị Tưởng cũng xin thay mặt ông bà cô chú bệnh viện phục hồi chức năng quận 8 cảm ơn ông bà sáu và anh Tiền và các hộ nông dân ở dưới, thì thôi cố gắng làm canh làm sao chứ để kiểu này đó mất luôn cả chì lẫn chài. Nói chung là lời không có nhiều mà tốn công nhiều lắm, rồi thêm là hỏi mượn vay tiền để mà mua những cái làm cái này, chỉ biết là lấy công làm lời em làm lời. Nếu mà em thuê hết thì em tính ra hết thì không có tiền đâu, không có lời đâu. Dạ. Lấy công làm lời, làm ruộng cũng vậy nữa, cũng mình đi dặm lúa nhà hay gì, mình đi thuê mướn người ta thì 3:30 là người ta về rồi, còn nhà mình làm tới 6 giờ, làm tới mờ cũng thấy đường mới về. Nhà chị hồi xưa là như vậy. Dạ. Thôi đi, không quay qua ngoài trước một tí xíu nữa thôi. Cái công tác chuẩn bị cho cái trạm cơm, cho nơi phát cơm tại bệnh viện lúc 10 giờ thôi cô bác với anh chị. Đây, cảm ơn chị rất là nhiều. Này, quay sơ sơ qua một tí xíu thôi. Đây là những cái phần cơm ha. Phần cơm thịt kho với lại một cái hộp cơm như thế này. Đó, với lại cải, và đây là vô phần sẵn hết nè cô bác với anh chị. Đây là cơm chay ha. Trong đây gồm có đồ ăn chay là cá cơm qua chuối, yeah. Và đồ xào, yeah. Đậu đũa và nấm đùi gà, rồi còn trong đây là cũng rau củ quả đồ tập tàn á, mua ở chợ Bình Điền á em, yeah. Mua đó nấu cho bà con ăn như vậy nè. Nhưng mở hộp cơm ra thì có đồ trong đây, có cái này đồ mặn nữa, đổ vô ăn là vừa hộp cơm rất là ngon. Còn ở bệnh viện thì nói chung thì chai người ta khó ăn lắm, cho nên mong mọi người quan hỷ. Yeah. Bây giờ là vô rồi sau đó mình để lên một chiếc xe ba gác mình chạy lại đằng kia. Đang xe ba gác. Bây giờ mình soạn ra ngoài, xong chưa chai mình soạn xong chưa ra ngoài đi. Bây giờ thì các cô chú cũng đang chuẩn bị á, thôi thì mình sẽ dành thời gian để cho cô chú chuẩn bị và đến cái bệnh viện thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ thêm đoạn clip đó ha. Bây giờ thì cũng đã 10 giờ rồi, bây giờ xe cơm của em Phong cũng đã đến bệnh viện nè cô bác quý anh chị. Bây giờ chuẩn bị chắc bàn ra để mà phát những cái phần ăn cho các bệnh nhân. Đây là những cái phần cơm miễn phí của em Phong Bụi và chị Tưởng cũng như là tất cả các mọi người ha. Và khi mà xe cơm này chưa tới thì mọi người cũng đã xếp hàng chờ rất là đông rồi. Cô bác quý anh chị có thể thấy không? Đây là một những trong những cái phần cơm nghĩa tình mà rất là ấm áp luôn. Dành san sẻ cho những cô chú bệnh nhân nghèo. Đây là các nồi thịt kho tàu.
ba nồi như vậy cô bác anh chị. Còn đây là đồ xào không ha? Khi mà mình vận chuyển đến đây thì mình phải lấy nước bổ vô bọc này bớt, tại vì xe nó chạy á, nó bị tràn á. Chị này là trên Lâm Đồng đúng không? Trên Bình Quán á. Bình Quán Đồng Nai. Đi lên Tân Phú á, chợ Tân Phú á. Dạ dạ. Lấy nước chăm vô luôn đi. Kéo qua. Kéo qua. Hỏi luôn. Ồ, hết luôn không ơi. Để tháo luôn anh. Đâu, ok. Tháo luôn hả? Đâu đâu đâu. Nghe thơm phức cái mùi thịt kho luôn. Bên đây ba nồi luôn các bạn. Ba nồi. Đứng chờ ba nồi luôn. Hôm nay là 400 phần rồi chị hả? Cái này để đó là cái đó để dưới tại dưới. Việc mà có những cái phần ăn miễn phí như thế này á thì rất đỡ cho những cái bệnh nhân nghèo ha. Vì đâu đó thì một phần cơm như vậy ngay tại Sài Gòn á thì cũng khoảng 20-30 ngàn là rẻ nhất rồi. Cái phát cơm mà chứ. Dạ. Cái cơm đó có đi đông hoa vàng nè, cái cơm đó có đồ xào đó. Cái đó phát trước đi. Cơm vô hộp hết rồi. Đây là đậu bắp luộc. Cơm ra mình chết rồi chị. Ồ đây là đồ xào hả chị ha? À, đồ xào. Trời ngon dữ ha. Nó nướng gà. Trời ơi. Ngon quá. Mà nhìn đậu bắp này ngon hả? Có nước dừa hả chị? Dạ. Chị tưởng đều kho nước dừa hết mà đúng không? À không, chị có bao đường phèn. Đường phèn nước dừa. Ờ. Mà đẹp á, màu màu kho đẹp ghê á. Này là quá hớn rồi. Là ở đây là 400 trứng vịt luôn hả chị? Là mỗi một một cục một trứng ha. Mày múc cái nồi này, múc cái nồi này. Rồi lát xíu cái nồi này chạm quá, là xong đúng không? Ba một cái này chưa đâu, tại bây giờ là cơm á. Ba cái múc thịt cho. Mình là phần ưu tiên á, bữa nào thấy cũng phần ưu tiên là ưu tiên đó, giờ đi đợi mấy giờ cũng được ưu tiên. Rồi, phần ưu tiên 2 phần. Phát đầu tiên á. Anh bước qua đây đi 3 phần, chị 2 phần đúng không? Mở ra được không không? Anh mấy phần vậy? 3 phần. 3 phần. Vậy uống lên cho luôn, uống lên cho luôn đi. Rồi, chị 3 phần. Chị mấy phần đi? 2 phần. 2 phần. 2 phần. Cái này 1 đúng không? 3 phần uống lên cho luôn chị. 3 phần. Thịt kho bào ngon ha. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn nhà tài trợ nhiều. Ờ cái này là ngon rồi. Có đồ xào gì chưa? Đâu, cái trong đây quá. Dạ. Ở trong hộp cơm là có đồ xào. Dạ dạ. Thôi dùng ngon miệng. Ở trong hộp cơm là có đồ xào đồ luộc hết hả chị Nguyệt? Đúng rồi. Bắt đầu xào rau xào. Mấy bạn em. Đây là chị Tưởng. Hello cả nhà. À, chị Tưởng đẹp gái. Là trước khi phát là chị Tưởng đã gửi phiếu hết rồi đúng không? Gửi rồi trong bệnh viện rồi. Dạ, gửi trong bệnh viện rồi. Cho nên là người ta 7 phiếu nè, 7 người nè. Dạ. 7 người đi không được đó em. Dạ.
Vậy thì nó khỏi cảnh chen lớn rồi nhiều ha. Một phần như vậy là được một trứng vịt với lại một cục thịt. 6 7 chị kho miếng thịt nó nở nhìn ngon ghê á. 6 7 trái ớt nữa, trái ớt nữa. Cái này có ớt cay cay ăn ngon. Cái này cay nha, tôi vẫn dùng cho người ta. Rồi, anh ra ngoài kia lấy canh. Rồi. Chúc anh ngon miệng nha. Chúc ngon miệng ha. Rồi, vui quá luôn. Rồi, cảm ơn. Đây các bệnh nhân ngay tại bệnh viện phục hồi chức năng đó, ở quận 8 của Hồ Chí Minh. Tại vì khi mà liên quan đến bệnh viện xương khớp đó, điều trị phải thời gian lâu. Mà nếu như mà các bệnh nhân ở tỉnh mà điều trị thời gian lâu ngay tại Sài Gòn này á, thì phải tốn rất là nhiều chi phí. Có những cái trạm cơm nghĩa tình như của chị Tưởng và em Phong Bùi á, thì giúp góp phần cho một phần nào đó đỡ kinh tế khó khăn. Mà phần cơm có thịt đó thì sẽ bổ sung hơn nhiều đạm. Và việc bổ sung nhiều đạm thì các bệnh nhân sẽ nhanh chóng phục hồi và có thể sớm quay trở về nhà. Cái tình yêu thương của người Việt Nam mình là số 1 rồi. Mặc dù người ta đến đây rất là sớm xếp hàng đợi để mà trợ phần cơm á, vận chuyển đến đây á. Tuy nhiên á là cô bác ở đây xếp cũng rất là thứ tự ha. Ai cũng được phần cơm hết á. Anh này là không phải là bệnh nhân. Dạ. Nhưng mà nhà ảnh là có mấy người á, giống như là bị thần kinh. Rồi cho nên là ưu tiên cho ảnh luôn. Dạ. Ngày nào chị cũng cho hết á. Dạ. Một. Dạ. Ngày nào chị cũng ưu tiên cho nó hết. Nó dạ. Không phải bệnh nhân. Nhưng mà nhà thì gần đây. Nhà ba bốn người á, ba bốn người bị vậy á. Dạ. Tưng tưng nhá. Rồi. Không có lao động, không có tiền được. Nó vậy khờ khờ. Chị thấy vậy chị cho luôn. Kệ mình làm giống như là đúng mà, đúng ý nghĩa mà, đúng không? Mấy bạn anh? Một. Thế phát khoảng bao nhiêu phần chị? 400 em ơi. Thì anh ơi. Ba ông thêm nằm đêm muốn ngủ. cái một. Dạ. Tuần này là từ thứ hai này là tuần này là chị sẽ phát mấy ngày ha chị ha? Phát ở đây là 5 ngày rồi đó em. Dạ. Còn ở bên tại nhà chị cũng ngày nào chị cũng phát. Chị ơi, sắp hàng chị ơi. Xong hàng chị ơi. Nãy giờ mà không có cái này mới chạy về. Không có đâu, xe chị đây nè, em thấy xe chị mà. Không có đâu, xe chị em thấy chị đá trống rồi mà. Chị hôm qua em được đâu. Mấy phần? Dạ một. Rồi bước cái giữa này cho con để cho cái này làm. Đỡ chị sao qua em được. Chị không có xếp hàng mà chị chen lấn lên trước á. Thành thử là những cô bác của chị còn đợi ngoài sau á. Thì lâu thì cũng tội nghiệp hơn. Chị nó mới vô á. Dạ mà chị nói là chị đợi lâu hả? Nói chung là ai thì cũng có biếu thì cũng được nhận phần cơm hết á. Không có biếu cũng có luôn. À. Chị gái, không có biếu cũng có luôn. Phải ba người múc mới kịp. Cô anh mấy phần? Chị mấy phần? Không ăn thịt. Bá luôn. Chờ cho hai cái trứng. Hai cái trứng là hai phần đúng không chị? Một phần em không ăn thịt. À. Như vậy thì trứng mình đủ không? Trứng vịt mình đủ không? 400 phần vậy đủ không? Bốn trứng lát nữa thì cục thịt đấy cho hai cục vô. Đó đó ta lấy hết trơn à. Hôm qua xét lại. Thì còn lựa chọn vậy chứ chừng cuối là lấy hết rồi. Chúng ta nói vũ trợ đang đông mà cá đồng anh chê lạc.
Bữa chợ tan rồi tới bạc anh cũng mua. Mấy phần chị? Hết sự lựa chọn là cái còn gì đúng không chị? Đây đúng không? Thì tháng 7 mình có phát ngay không chị? Có, ngày nào chị cũng phát hết đâu á. Đông quá hàn ha. Phát chừng khoảng một tiếng là hết hả chị Tử? Nhưng mà xếp hàng thứ tự vậy đó. Phát nhanh lắm. Thường cứ chen lắm là phát được phát ra chậm. Rồi thôi thì bây giờ thì Bùi Hồ cũng xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô bác anh chị ở video clip sau. Xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân rất là nhiều ha.